Theo tờ Daily Mail, một phụ nữ 54 tuổi ở Indonesia đã bị con chăn dài 6,7 mét nuốt chửng khi vào rừng cao su. Bà Jara đã mất tích vào đêm 21 tháng 10 trong khu rừng gần nhà của bà ở tỉnh Jambi trên hòn đảo phía tây Sumatra. Người dân địa phương đã cử một số nhóm tìm kiếm bà Jara và sau 2 ngày đã tìm thấy một con chăn với cái bụng căng tròn. Khi mổ bụng chăn, họ phát hiện thi thể của bà bên trong. Trưởng làng Anto cho biết con chăn có thể đã giết bà Jara bằng cách dùng thân xiết cho bà nghẹt thở, sau đó nuốt chọn nạn nhân. Việc tiêu hóa hoàn toàn một người có thể mất nhiều tuần nên thi thể của bà Jara hầu như còn nguyên, bao gồm cả áo quần sau khi mổ bụng con chăn. Theo ông Anto, không có người dân nào trong làng tận mắt chứng kiến cảnh bà Jara bị chăn ăn thịt khi bà đi vào rừng một mình. Ông cho biết, dân làng đang lo lắng vì hiện có một số con chăn khổng lồ đã được nhìn thấy gần đó. Người dân đã cố gắng bắt một con chăn dài hơn 8 mét nhưng bất thành vì nó quá mạnh. Theo Daily Mail, Indonesia có nhiều con chăn khổng lồ như loài đã ăn thịt bà Jara. Chúng sống trong những khu rừng hẻo lánh và ăn thịt động vật hoang dã, đôi khi là con người. Vào hồi tháng 3 năm 2017, một vụ việc tương tự đã xảy ra. Nạn nhân Akba Salobiro cũng được tìm thấy trong bụng của con chăn sau khi bị ăn thịt trên đảo Tây Sulawesi.